rất là vui vì được về với nhà. Giờ sáng mai em đi về và ở cách ly trong nhà 15 ngày. Cái lệnh mà phong tỏa thì nó cũng khá bất ngờ. Do vậy là hầu như là mọi nhà trong khu này hầu như không ai chuẩn bị được cái không khí Tết. Cũng may là trong khu cũng có một cái khu vực bán hoa đó, người ta bán nhưng mà bị cách ly luôn. Thì gia đình cũng sắm sửa được một vài chậu hoa. Còn bánh chưng với bánh tét là được sự tài trợ từ bên ngoài, các anh chị em bên ngoài gửi vào. Nếp, đậu, lá là được tài trợ từ các anh chị em bên ngoài để cho gia đình cũng có không khí Tết hôm nay. Ô mừng quá đi chứ, mà mừng cái thứ nhất là được ăn Tết sum vầy đầy đủ con cháu. Cái thứ hai là cũng phải nói cái sự tin là cái mức độ dịch Covid nó đã giảm rồi. Đó, yên tâm, thế là mừng nhất cái đó đó. Gia đình thì nói chung là cũng đủ mọi thứ trong một cái Tết. Ví dụ như là hoa, rồi là hoa, rồi hương, rồi là cũng mua gà, mua thịt này khác, dưa dung các thứ là cũng đủ con ạ. Sau khi dỡ bỏ cách ly thì hầu như là mọi người đang chuẩn bị không khí để về đón Tết. Thì trước khi về thì mọi người cũng dọn dẹp vệ sinh sau những ngày cách ly ở đây, rồi chuẩn bị đồ đạc, mua sắm quà Tết để chuẩn bị về. Nói chung là về nhà thì mình cũng thực hiện chế độ cách ly ở nhà cho đủ ngày. Hiện tại trong này mình cách ly cũng được 10 ngày rồi. Thì sau khi về nhà thì mình cũng cách ly thêm 5 ngày ở nhà nữa.